phần đây này thì mình bỏ xa đấy không nhé, bỏ xa để là nó không bị sót dễ đấy. Để tập về mà cái đó buộc vào cây này luôn để nó phát triển, nó dễ hút phân này cây phát triển. Mỗi khúc này thì em buộc vào đây khoảng 1,5 cân, 1,5 cân hàng rời đấy. Quế lá nhanh này nó kiếm không anh? Đúng là kiểu là đột biến ra đấy. Buộc là kiếm cả một cành này luôn. Và đây một cái nhanh đấy. Này nó nhanh mà đến nó lá không ra được luôn.